Hương Thơ, Hồng Vân, Kim Liên xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, chương trình VG Cooking Show với Hồng Vân, Kim Liên và Hương Thơ xin được trở lại. Đây là một chương trình hợp tác giữa Hội Từ Bi Phụng Sự với Sài Gòn TV. Hội Từ Bi Phụng Sự là do Thầy Hằng Trường sáng lập từ năm 2002 với mục đích phụng sự với lòng từ bi cho tất cả mọi người không phân biệt tôn giáo, với chủ trương hài hòa tôn giáo, mang đến sự thanh khỏe tâm an và lành mạnh hóa thân tâm và linh tánh của tất cả mọi người qua các chương trình và sinh hoạt của hội. Và VG Cooking Show là một trong những chủ trương của hội, là mang đến chúng ta sự dinh dưỡng lành mạnh trong thức ăn, thực phẩm, và cũng như là để phát triển lòng từ bi qua phương diện ăn chay. Và hôm nay hai chị Hồng Vân và Kim Liên sẽ gửi đến chúng ta một món rất là quen thuộc mà rất là dễ ăn và hy vọng là dễ nấu, đó là canh chua và món tàu hũ kho rong biển. Hương Thơ xin mời quý chị bắt đầu. Dạ, đầu tiên mình sẽ hướng dẫn quý vị cái cách nấu món canh chua. Món canh chua là một món rất là thuần túy miền Nam. Những vật liệu thì như mình thấy đây, gồm có celery, thơm, bạc hà, giá, cà chua, bắp cải, đậu bắp, rau bỏ lên cho thơm mùi là rau ngò ôm và húng quế. Và mình sẽ dùng cái me vắt để làm cái nước chua. Thường thường người ta dùng me bột, tại sao mình không dùng me bột thế chị? Cho nó tiện, bây giờ tôi thấy mấy chị phải lọc ra. Vâng, mình hơi nó hơi phiền một chút là mình phải cho vô nước mà mình dầm cái me. Sở dĩ mình phải dùng cái me này là tại vì chị Hương Thơ biết là cái me bột nó rất là tiện. Nhưng mà lúc mà Vân đọc kỹ lại thì cái thành phần vật liệu nó có tôm trong đó. Mình phải tránh. Với lại mình canh chua mình muốn nấu ngon thì mình phải nấu với nước súp mình nấu với rau cải để trên bàn đó, mọi thứ đó mình nấu thành cái nồi súp, mình nấu canh chua bằng nước súp. Chị chỉ có để đọc lại những cái thứ nữa. Những cái thứ rau cải mình có thể làm nước nước ngọt để thay vì rau cải thịt. Nào mà thí dụ như chị mua về chị để trong tủ lạnh chị còn leftover đó thì chưa có thể xài được hết. Như bắp cải, su hào, cà rốt, có những thứ nào mình không củ bỏ sắn. Nên bỏ luôn củ sắn. Củ sắn cũng được. Ớt thì không nên bỏ lắm. Vào phải không chị? Cái táo. ớt chuông đâu bỏ vào được không ạ? Dạ vâng đó. Mình bỏ mướp, bỏ bí, bầu. Vâng. Trái táo, trái lê gì làm được hết. Dạ. Rồi mình bỏ khoảng 1 tablespoon me vắt vô trong cái một khoảng chén nước này, mình nấu sôi lên cho me nó rã ra rồi mình lọc lấy nước. Trong khi đó cái nồi nước dùng của mình mình sẽ nấu sôi lên. Thì khi mà mình nêm đó, mình phải nêm cái me vô từ từ. Để mình canh cái độ canh chua. Canh cái độ chua. Dạ. Canh độ chua, mặc dù mình nói là 1 tablespoon nhưng mà mình muốn chắc ăn an toàn đó, mình cho me vô từ từ. Dạ. Còn cái nước dùng này bây giờ mình có thể bỏ đường và muối và bột nêm vô. Thì mình có dùng bột nêm tổng hợp không ạ? Dạ không, món này mình nấu riêng phải không? Nấu riêng, 4 muỗng canh đường, 1 muỗng canh muối. Cái này là bằng 1 muỗng canh nè. Đường là đường thẻ, đường vàng, thẻ, đường một, vàng. Vâng. Hai. Ba. Bốn. Rồi. Một muỗng canh muối. Một chút xíu bột nêm. Chút xíu là bao nhiêu? Khoảng 1 teaspoon bột nêm. Và thưa quý vị, hai chị Hồng Vân và Kim Liên là hai thiện nguyện viên lâu năm của Hội Từ Bi Phụng Sự. Và được biết Hội Từ Bi Phụng Sự có ở khắp nơi, từ quận Cam, Houston, Dallas, Austin và những nước ngoài như là Pháp với Úc, không thưa chị? Là cũng có Hội Từ Bi Phụng Sự khắp nơi cho Thầy Hằng Trường hướng dẫn. Và có hơn gọi là khoảng một, bao nhiêu thiện nguyện viên, rất là đông thiện nguyện viên tới đây. Mình không biết bao nhiêu. Đông lắm, không biết bao nhiêu. Vâng. Vâng, thưa được đó, như có khoảng cả ngàn người á, mà một năm là tổng cộng là 600 ngàn là tiếng đồng hồ là volunteer, cái giờ làm việc để phụng sự với lòng từ bi để giúp đỡ hội. Và tất cả mọi thứ đều cắt nhỏ nhỏ vậy hả chị? Bắp cải mình cứ cắt khoảng như vậy, không cần nhuyễn lắm. Rồi mình cắt đậu bắp. Hồi nãy mình đã nhờ mấy chị trong kia cắt dứa rồi nè, với celery. Cắt mỏng ra thôi hả chị? Bây giờ nước sôi mình bỏ dứa vô được nè. Mình bỏ cái gì cứng cứng mình bỏ vô trước. Dứa đây cho nó ngọt nước. Dứa, celery bỏ vô, nước sôi lên thì bỏ vô, cái gì rau cứng cứng bỏ trước. Và cũng như lợi ích của ăn chay, mấy chị nói là ăn chay thì mình trẻ lâu và khỏe mạnh, ít bệnh tật phải không thưa chị? Dạ, chắc chắn rồi.
Nhưng mà phải nấu cho đúng cách, cái ăn chay mà kiểu ăn chao ăn... với tương với rượu, lau rượu, ăn cho da dẻ hồng hào. Đừng có ăn mà càng ngày càng xanh mét. Đừng ăn rau luộc với da chấm chao không. Ngày xưa tôi cứ nói ăn chay là phải ăn như vậy, ăn thanh đạm, không có được bày vẽ cho nhiều. Nhưng bây giờ mình ăn khoa học, ăn theo khoa học là ăn mình... cho khỏe thân khỏe chứ không phải mục đích mình đi tìm những món ngon. Khỏe thân thì mình mới tu tập cho tinh tấn được, phải không ạ? Bây giờ Hương Thơ có nghe tới ăn chay còn sợ nữa không? Hết sợ rồi. Lâu lâu bí muốn Hương Thơ muốn nấu gì thì gọi chị Kim Liên hay chị Hồng Vân chỉ cho. Tại Hương Thơ cũng rất là thích nấu ăn mà từ trước giờ chưa bao giờ nấu ăn chay hết. Chị đi ra nhà hàng ăn chay hay là được chị Kim Liên cho ăn chay thôi. Hôm bữa chị Hương Thơ nấu cái món kỳ trước mình dạy đó, cái đó món món bezu cà đó. Bezu lúc lắc, nấu bezu lúc lắc rồi hả? Dạ nấu nhưng mà quên cái sốt nên nó khô quá. Bún soba. À, món soba nữa, đúng rồi. Soba thì là thường thời thích món cơm cháy. Cơm cháy trời. Vậy về tối nay thử liền đi. Vâng. Cơm nó cơm nhà nghèo quá mà thích ha. Cơm nhà nghèo nhưng mua mấy thứ đó thì mấy chị rất là kỹ, mua toàn là organic với mấy đồ rất là tốt không. Và xin quý vị đọc kỹ những cái nguyên liệu ở trong những cái bột, những cái gói, nhưng mà nhiều khi mình tưởng là mình ăn chay là mình lại, hay là có những cái bột nêm bây giờ họ cũng, mình không có biết chắc cái nguồn nó ở đâu á chị ha. Mình phải biết chắc cái nguồn nó là chay thật sự. Nhưng mà mình lỡ ăn mà mình không biết chắc không có tội đâu ạ. Đúng và rồi. Bây giờ khi nào nước sôi thì mình bỏ cái gì vô trước? Nước sôi chưa ha, mình cho nó sôi cao cao. Chút rồi. Nó sôi thì mình cái gì cơ rau mà cứng á, như thành phần như là bắp cải, celery hay thơm, mình cho vô trước. Còn cái cho cái mềm như là giá, bạc hà, cà chua thì mình cho sau. Cái canh chua là tất nhiên mình ăn canh chua mình sẽ được rất nhiều vitamin C. Tại cái chất chua ấy chị ha, là có vitamin C trong đó. Và đậu hũ. Đậu hũ nè. Một lần nữa đậu hũ gọi là format của Á Châu. Rất là bổ, nhưng mà chúng ta cũng không nên ăn đậu hũ nhiều quá. Phải không thưa chị? Tại Hương Thơ nghe nói nó cũng có liên quan đến vấn đề ung thư nếu mình ăn nhiều quá, nếu không ăn chị? Ăn nhiều quá. Tại sao vậy chị? Hình như là cái hoạt mô nó trong đậu hũ, mình ăn nhiều quá nó ảnh hưởng đến cơ thể mình. Nó gây ra. Nên mình cũng phải thay đổi. Nhưng mà theo thấy thức ăn chay đa số đều có đậu hũ hết. Dạ, có nhưng mà không có quá nhiều thôi. Thí dụ một nồi canh chua này mình chỉ cần một miếng đậu hũ như đây là đủ rồi. Đâu phải đậu hũ không mà món gì mình ăn nhiều cũng đâu có tốt. Cái gì cũng ăn có liều lượng, có tiêu chuẩn thôi. Giờ nước sôi rồi. Không bỏ gì thì đậu hũ nữa. Thì nó... Nước cho sôi ra đi. Cho tàu hũ người ta nói là nó cũng tốt cho răng nè, xương nè, tăng hàm lượng sắt trong quá trình tạo máu. Và cái estrogen cũng ngăn ngừa loãng xương. Cải luôn đi. Cho cải vô luôn. Còn mấy cái mà kia bỏ vô không? Dạ. Món này là dễ nấu quá hả chị hả? Không có khó khăn nhiều bằng những món kia. Giờ mình lặp lại nha, từ đầu. Mình nấu một nồi rau củ để lấy nước súp. Thì mình bỏ vô đây rau khoảng chừng 6-7 khắp nước dùng đó, rồi mình nấu sôi lên, xong mình nêm với lại đường muối. Hồi nãy là 4 muỗng canh đường, 1 muỗng canh muối và 1 thìa muỗng cà phê bột nêm vô trong này. Rồi me đó thì bây giờ mình cho lượng me vô từ từ là. Nếu mình không có thì giờ thì chị mình có thể nấu cái nước dùng nhiều thật nhiều rồi bỏ vô frozen được không? Freezer. Thật ra mình cũng vài ba bữa thôi chứ mình rau cải mà mình nấu lâu quá mình để cũng không nó cũng mất chất bổ chất tươi chị. Chị nêm đi chị Liên rồi chị adjust lại coi giùm em cái độ chua nó có đủ chưa. Chắc mình cho hết này luôn đi. Dạ. Topping là rau á, rau món canh chua thì phải có rau om. Bây giờ cho cà vô được rồi. Thường thường thơ bỏ rau ngò ôm, bây giờ thành mới lần đầu tiên bị riết là phải bỏ rau quế, nữa. Cái này thích thôi Hương Thơ. Ai thích ăn gì bỏ có vô. Có người bỏ rau tầng dày nữa. Tầng dày lá đó, nó cũng ra cái mùi đặc trưng lắm. Có người bỏ cái gì, cái cây ngò gai á. Cây ngò gai nữa. Cây tầng dày lá là cái tầng mà cái bìa trái nó có long 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 đó. Thơ nhớ một lần học Bồ Tát Đạo ở đây mà buổi trưa được ăn mà có canh chua là Hương Thơ lúc nào cũng xếp hàng thứ hai, thêm một tô thứ nhì. Tại là canh chua ngon. Canh chua nó rất là dễ ăn. Mình xin nhắc lại là cái lớp cooking ở tại đây sẽ có vào ngày tháng 11, ngày năm Tây 2017 là cái
cái lớp cuối cùng của cái năm 2017. Thì các bác nào có muốn học, thích muốn học thì xin lợi ghi danh chỗ tại chỗ cái trụ sở này 420 South Brookhurst, Anaheim, góc đường Orange, góc đường Orange với lại đường Brookhurst. Yeah. Yeah. Mua vé sớm nha, gần hết rồi đó các bác. Thường thường á là một cái lớp đầu tháng á là tụi Vân tung vé ra và giới hạn chỉ có 60 học viên thôi. Thì ai đến sớm thì được vé. Bây giờ mình chờ nước sôi mình chỉ bỏ vào là mình xong món này. Dạ. Coi như là xong rồi. Bây giờ mình làm món kế. Rau vừa tới món kế. Mình chúng ta còn 10 phút cho thầy làm món kế. Và hôm nay bên cạnh thường thường mình phải ăn hai cái món đi đôi với nhau thì mấy chị sẽ nấu cho chúng ta thưởng thức món canh chua ăn chung với tàu hũ kho rong biển. Giống như mà đời thường thì mình thường ăn canh chua với thịt kho hay cá kho phải không ạ? Dạ. Thì cái món này cũng tương tự như vậy. Chứ vì người ta hát á, ái tình gì đó, đúng không? Ái tình canh chua cá kho. hai món thuần túy lúc nào cũng hấp dẫn á. Là uyên ương với nhau. Không bao giờ rời xa. Múc ra ha. À, dạ, mình múc ra rồi. Múc ra cái mình để này vô mình... ớt không? Cho vài cái lát ớt lên. Và những lợi ích ăn chay một lần nữa là nó giúp chúng ta được khỏe mạnh nếu chúng ta nấu đúng cách, nhờ mấy chị hướng dẫn có đầy đủ chất bổ dưỡng rau quả và chúng ta còn được giảm cân mà tránh những căn bệnh, tại vì và cũng giúp cho cái môi trường chúng ta không bị ô nhiễm. Và bây giờ canh chua đã sắp xong, mấy chị đang sửa soạn múc ra tô. Vâng, và bây giờ tô điểm thêm cái canh chua đó là rau ngò và rau thơm, rau húng hả? Rau húng quế, rau húng quế và ngò ôm. Điểm thêm vài lá ớt.